được có mấy đồng, thấy mà chán. Con quỷ qua càng ngày càng ăn nên làm ra, thấy phát ghét luôn. Bà nội. Gì? Bà nội dọn hàng chưa? Để con phụ cho. Chà, bữa nay làm gì mà mày tử tế quá vậy ta? Ta tưởng mày cắm đầu trong công viên múa võ trỏng được chứ. Mua bán không lo, học võ làm gì vậy? Mày học võ có đẻ ra tiền cho mày mua gạo ăn không? Nếu luyện tập giỏi á, rồi được vô đội tuyển, đi thi đấu là có thưởng á. Chà, nghe ham dữ ha. Lo dọn hàng đi con. Dạ. Nè, cất đi. Mô Phật. Trời đất. Bữa nay sao tay chân lộng cộng rớt ông Địa vậy kìa. Bà nội. Bà nội là bể ông Địa là xui lắm á. Cái thằng này. Ông nói sao vậy, tự nhiên nó xui xui ở thằng này. Tao đã di tâm rồi, mày còn nói bậy nói bạ không à. Lỡ tay bộ tao muốn sao mày mày đặt nó xui xui nữa. Cái miệng ăn mắm ăn muối không. Tại con thấy á, bà nội hay giáo ông Địa phù hộ mua mây bán đất. Bây giờ ông bể rồi, ai phù hộ cho bà mày nội? Mày nói nè mày, con quánh mày giờ mày nói hả? Mày hay nói lắm, mày thích nói lắm hả mày? Dạ. Dọn hàng đi, dọn cho lẹ đi, về mau đi. Về nấu cơm cho bà cố mày ăn. Thôi bà chửi ông sùm vậy.